Porsche Panamera thế hệ mới ra mắt, giá từ 100.000 đô la Mỹ. Mẫu sedan hạng sang thế hệ thứ ba thiết kế mới, hệ thống treo khí nén chủ động tinh chỉnh, thêm lựa chọn động cơ E-Hybrid. Thương hiệu xe sang Đức Porsche giới thiệu Panamera thế hệ mới ngày 24 tháng 11. Mẫu sedan cỡ lớn bước sang thế hệ thứ ba với một số thay đổi, từ kiểu dáng mới, động cơ mạnh mẽ hơn và khả năng vận hành cải thiện. Panamera 2024 tinh chỉnh thiết kế với một khe hút gió mới đặt ở đầu nắp capo để làm mát hệ truyền động được nâng cấp nâng sức mạnh. Đường viên cửa thiết kế mới, trong khi đèn pha LED Matrix là trang bị tiêu chuẩn. Porsche phân biệt Panamera Turbo E Hybrid với các phiên bản còn lại của dòng sản phẩm nhờ thiết kế độc đáo, bộ khuếch tán và ống xả màu đồng tối màu. Ngoại hình với màu Turbonite tương phản trên cánh gió bên, viền cửa sổ, logo Tubo phía sau và toàn bộ nội thất. Tương tự ngoại thất, nội thất cải tiến thiết kế với bản táp lô lắp 3 màn hình, gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số công 12,6 inch, màn hình cảm ứng giải trí ở trung tâm và màn hình 10,9 inch dạng tùy chọn cho ghế phụ. Ở Panamera 2024, hãng xe Đức di chuyển cần số lên vị trí mới phía bên trái màn hình giải trí. Hãng xe sang Đức cung cấp 4 lựa chọn hệ truyền động E-Hybrid và động cơ tăng áp V6. Tuy nhiên, Phó chỉ tiết lộ thông số bản Turbo E-Hybrid, còn lại sẽ công bố sau. Panamera Turbo E-Hybrid trang bị động cơ xăng 4.0 V8 tăng áp kép kết hợp với một mô-tô điện tích hợp vào hộp số ly hợp kép PDK 8 cấp, dẫn động 4 bánh toàn thời gian và bộ pin 25,9 kWh. Hệ truyền động Turbo E-Hybrid sản sinh tổng công suất 670 mã lực, mô-men xoắn 928,7 Nm cho phép xe tăng tốc từ 0 đến 96 km h trong 3 giây và đạt tốc độ tối đa 314 km h trong khi các lựa chọn không điện khí hóa, gồm Panamera và Panamera 4 lắp động cơ xăng 2.9 V6 tăng áp tinh chỉnh, sản sinh công suất 348 mã lực, mô men xoắn cực đại 499 nm. Nhờ tinh chỉnh, công suất và mô men xoắn của Panamera thế hệ mới tăng 23 mã lực và 50 nm so với thế hệ cũ. Theo kết quả thử nghiệm, Panamera RVKD tăng tốc từ 0 đến 96 km h trong 5 giây, trong khi Panamera 4 RVKD mất 4,7 giây. Panamera trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo khí nén hai buồn, hai van với hệ thống treo chủ động của Porsche. Các bản E Hybrid có sẵn tùy chọn hệ thống Porsche Active Ride và tùy chọn hệ thống lái trục sau. Theo kế hoạch, Porsche Panamera thế hệ mới bán ra từ đầu năm 2024. Giá khởi điểm từ 99.900 đô la Mỹ cho bản tiêu chuẩn, Panamera 4 giá 106.900 đô la Mỹ. Xe sản xuất tại nhà máy Leipzig của Porsche ở Đức. Các bản Turbo E, Hybrid sẽ công bố sau đó. Minh Vũ